Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Sấy Ngọng Cam. Thì clip này mình sẽ làm một clip gọi là review, không phải là review đi mà là quay chi tiết là cái không gian cam, một điểm cam mới ở Lạng Sơn. Nó đi qua Michicam thôi. Thì đây trên cung đường anh em có thể thấy ở phía kia nhé, anh em đi qua Michicam khoảng 500m hay một cây gì đấy mình không nhớ chính xác. Ở bên phải đường có một cái biển hiệu nhà bên suối, sau đó anh em đi xe vào đây. Đấy, mình sẽ mô tả chi tiết cho anh em để anh em hình dung xa là cái khu cam này như nào. Thì đây là một khu cam mới, xe mình phải để ngoài này nhá, ở đây cổng. Đấy, đây là một khu cam mới, họ mới phát triển thôi. Thì là mình cũng mới đến và qua nhiều bản thân mình và cũng một vài anh em đến trước rồi thì cũng có góp ý. Thì nhân tiện đây mình cũng nói luôn và hy vọng bạn là bạn chủ ở đây sẽ phát triển. Ví dụ như đây khu này có thể thuê này, có thể thuê để anh em đi ô tô. Ví dụ anh em thích cam mà xuống ô tô ấy, thì có thể làm đường xuống cái khu kia, là thuê lại cái khu vườn, cái ruộng lúa này mình làm cái khu cam ấy. Thì nó cái đấy nó cũng chạy dọc suối không, thì thuê vào đây là sẽ được một khu cam này, nên anh phát triển thôi. Còn đâu mình sẽ đi sâu vào bên trong, đi sâu vào bên trong để quay chi tiết cho anh em xem là hình dung là như thế nào. Đây nhiều anh em bảo cũng có hỏi mình là sao không vào được ô tô ấy. Thì đây cổng như thế này, và khi vào đây thì nó chia ra từng khu mấy lại đường bậc biết cái thứ ấy, nó sẽ không đi ô tô vào được, nên là khênh đồ thì cũng đơn giản thôi. Đây nên là khu chính bếp biết rồi, ăn uống các thứ ở đây. Còn đây là bậc đi xuống, đây anh em có thể thấy này, đi bậc như này nên là có vào được ô tô thì cũng không hạ đồ được, nên chỉ như thế này thôi. Hiện tại thì bạn chủ ở đây đầu tiên là phát triển kiểu nghỉ dưỡng như này. Đấy, phát triển nghỉ dưỡng như này, nhưng có dân camping như mình đến và nhiều anh em đã đến thì có góp ý thì là sẽ làm thêm các khu cam. Thì tạm thời do mình đi là rời mưa, hôm nay là rời mưa lên là bãi không có người đấy, mọi người không đến, nên là mình thầu luôn cái sàn gỗ này là bình thường nó sẽ là bày như này. Thì mình cũng góp ý xem sau này bạn ấy sẽ phát triển theo một hướng như thế nào đấy nhất định. À, chuyên về cam hoặc là chuyên về ấy như nào thì bạn ấy sẽ phát triển dần. Nhưng mình có góp ý ở bên này là khu cam này, anh em có thể thấy cái ruộng lúa ở bên này này. Thì thật ra thì mình nghĩ là nếu mà thuê lại thì hiệu quả kinh tế nó cũng sẽ tốt hơn là người dân làm lúa, có thể phát triển thêm. Đây anh em có thể thấy dọc suối này. Đấy, mình quay chi tiết cho anh em xem. Đây, cái không gian suối nó sẽ như thế này. Không gian suối nó sẽ như thế này thì cứ dọc theo cái suối này thì cũng sẽ phát triển được rất nhiều điểm hạ trại. Đây như ví dụ như đây một sàn này. Nếu mà hôm qua mưa nhà mình đến muộn quá, đến đây là 6 giờ chiều nên là sẽ không ấy ở đây. Ví dụ như anh em có thể hạ trại ở đây được nèo nước này. Đấy, như nhà mình thì mưa bạn ấy không kinh doanh nên là mình chọn cái sàn này. Đó, trung tâm nhất, đẹp nhất. Đấy. Đó thì đây cái sàn này nhá, mình sẽ quay cả cái này. Thì ví dụ nha, những cái chỗ như thế này mình cũng có thể hạ được những cái lều nhỏ nếu mà anh em thích cam. Đấy, hoặc đây cái khu này, ví dụ như con lều to như là mình hay chơi này, hoặc trong team anh em mình hay chơi thì hay chơi lều to ấy, thì khu này thì chỉ hạ được ba lều thôi, nên là mình có góp ý bạn ấy là cũng lại thuê lại cái đất bên kia đi qua cầu. Đây mình sẽ quay lại cho anh em xem, hình dung cả tất cả nếu mà sau này anh em cứ đến ủng hộ, hoặc là thấy điểm này đẹp, mình thấy điểm khá đẹp, mình đi vào giờ mưa lên nước suối nó bị đục. Nó bị đục chứ không thì chơi hoặc bơi nó mưa ấy, nước nó to nó chảy xiết thôi, chứ còn bình thường mà không mưa ấy thì nước nó trong vắt. Đấy, anh em nào mà đi khu Lạng Sơn thì biết rồi đấy. Nước ở đây nó là mỏ đá, các thứ mỏ đá nên là nó rất là trong. Nó rất là trong nên là lúc này mưa thì mà nó còn màu xanh như này. Và nó chảy xiết thôi, chứ còn ngày thường thì bạn ấy bảo là nước trong hơn và chảy cũng chậm hơn, nước nở hơn, anh em có thể tắm được. Đây, nó có thể bè này, chèo súp này, khá là xa. Thậm chí bạn ấy còn có phát triển ở trong cái hốc kìa, mình quay bằng GoPro mình không zoom được lên, ở trong cái hõm kia còn có cả một sàn gỗ nếu mà rời nước thấp ấy, hoặc là ấy có thể cắm hạ trại được ở đấy, cái lều 3P 4P mà anh em solo camping hoặc là đi kiểu gia đình kiểu gọn nhẹ ấy, đồ compact ấy, thì có thể cũng hạ trại được ở đấy. Đấy, ở đấy được một trại. Đây suối này, chèo sâu tít được vào bên kia, khá là nhiều điểm. Và đây mình cũng có bảo là đất bên này thì đất của người khác rồi, thì mình cũng có tư vấn của bạn ấy, nếu mà đủ lực đủ điều kiện thì phát triển mình đi sàn sang đây, phát triển sang bên này cũng có thể hạ trại được. Đến lúc đấy thì tìm cách làm thế nào hỗ trợ anh em chuyển đồ chuyển điếc,
Đấy, sang bên này, bãi bên này khá là rộng nhá. Nếu bên này mà phát quang hết đi làm thì bãi bên này mà ví dụ như chuyên cam chẳng hạn, tách biệt ra thì cũng rất là rộng. Còn bên này là đồ ăn, đồ uống mình phát triển riêng ra, nên mình có góp ý, anh em cũng thấy. Đây, cái view này khá là đẹp nhá. Nếu mà rời nắng ấy, cái này nó không bị vũng nước ấy, nó không bị nước ấy, thì anh em có thể hạ trại ở đây này. Đẹp luôn. Đây, ví dụ như những cái góc như này này. Đấy, view ra suối nhìn nó đẹp hơn. Như nhà mình thì chọn sàn gỗ kia, thì buổi sáng ra ngồi chiêu chiêu lên thì nó lại view vào cái vách núi này. Đấy, và ở đây nhá, ở đây khá có một điểm khá là hay. Mình đi vào trời mưa nên cũng không trải nghiệm được, nhưng mình có hỏi qua thì có nghĩa là đây, anh em có thể hình dung nhá, đây này, buổi sáng này. Đấy, thì buổi chiều đến đây chỉ tầm 1 giờ 2 giờ. Anh em đến đây tầm khoảng 2 giờ chiều, kể cả trời nắng đến đâu thì nắng, đến đây 2 giờ chiều là cái khu này nó khuất bóng rồi, nó khuất bóng núi rồi, là nó mát ngay. Anh em không sợ nắng nữa. Nhất là đi mùa hè như này thì thường thường dân cam mình ấy thì rất là sợ nắng buổi trưa hoặc đầu giờ chiều. Thì thường thường hay đến điểm hạ trại khoảng 4-5 giờ chiều mới đến nơi. Thì ở cái bãi này nó có cái vách núi này, anh em có thể đến sớm được. Đấy, hạ ở đây thì mình cũng có góp ý là có thể hạ được này. Đấy, còn đâu sau này rộng rãi, tạm thời ở cái thời điểm này thì hạ được hơi ít lèo. Hơi ít lèo lên là anh em đi thì sẽ hơi bị như kiểu phải đặt hàng, đặt trước ấy. Đấy, thì nó sẽ hơi hạn hẹp, nhưng mình cũng có tư vấn anh em, cậu em chủ bãi sẽ cố gắng phát triển hoặc đóng thêm những cái sàn như cái kia ở dọc suối thôi. Anh em cứ hạ ấy, thì bây giờ mà làm cái lèo ở trên mép nước suối như này thì cũng rất là chill. Đó, đây. Đấy, mình quay toàn cảnh cho anh em xem. Xem là như đấy, không phải clip làm về cắm trại rồi các cảnh chiêu trước đẹp đẽ nhá. Mình chỉ quay review cho anh em hình dung để xem có đáng để đến đây không, hạ trại không.